đấy, chúng ta đã gặp rất nhiều vấn nạn chuyển động, nhưng tất cả chỉ quy về là vấn nạn chuyển động cơ bản và chuyển động thẳng và chuyển động tròn. Hôm nay chúng ta sẽ khảo sát cái dạng vấn chuyển động mới, dạng chuyển động của quỹ đạo và đường cong, nhưng ở đây là đường cong đặc biệt. Chuyển động tôi muốn nói là chuyển động nhắm ngang và chuyển nhắm xiên. Quan sát một người chơi bóng chuyền, ta thấy quỹ đạo của quả bóng vạch ra có dạng là đường cong. Quả bóng được ném theo phương ngang cũng có dạng là đường cong. Chuyển động với quỹ đạo cong rất phức tạp nên người ta phân tích chuyển động đó thành hai thành phần. Thành phần chuyển động biến đổi đều theo phương thẳng đứng dưới tác dụng của trọng lực. Thành phần chuyển động thẳng đều theo phương ngang vì theo phương này vật không chịu lực tác dụng. Chúng ta hãy cùng nhau khảo sát cái dạng quỹ đạo cụ thể của chuyển động ném ngang và ném xiên và nghiệm lại sự phụ thuộc của độ cao cực đại và tầm xa vào góc ném và vận tốc ném. Chúng ta làm thí nghiệm với bộ thí nghiệm quy quỹ đạo chuyển động bằng tia hướng điện. Ở đây tôi có hai súng bắn giúp truyền vận tốc cho xe. Súng bắn ở trên có phương nằm ngang giúp ta nghiên cứu chuyển động nằm ngang. Súng bắn ở dưới có phương xiên giúp ta chuyển chúng ta nghiên cứu chuyển động ném xiên. Riêng súng bắn ở dưới có thể thay đổi phương và đo độ ở đây chúng ta đo góc hợp bởi phương của súng bắn với phương thẳng ngang. Để khảo sát những quỹ đạo chuyển động của viên bi, ở đây tôi sử dụng tờ giấy can. Trên tờ giấy can thì có vẽ sẵn các trục đo độ, nhờ đó ta có thể dễ dàng xác định vị trí của viên bi trong mặt phẳng này. Ở đây tôi còn có hai bản cực. Hai bản cực sẽ được nối với điện áp xoay chiều 220V. Khi tôi đóng bản cực lại, dưới tác dụng của điện áp 220V thì mạch này là bị đẩn mạch. Như vậy thì viên bi sẽ xuyên thủng tờ giấy can. Như vậy trong quá trình vận động nó sẽ để lại vết của nó trên tờ giấy. Nghiên cứu với quỹ đạo chuyển động của chuyển động nhắm ngang và sự phụ thuộc của tầm xa và vận tốc bắn. Đầu tiên thì tôi để cái súng bắn ở trên ở đầu bắn số 1, đưa viên bi vào trong lòng súng, đóng vào cực lại, đưa điện áp xoay chiều 220V. Ấn lấy. Chú ý sau ngay sau khi làm thí nghiệm ta phải tắt nguồn điện vì đây là điện áp xoay chiều 220V rất nguy hiểm. Cái viên bi sẽ xuyên thủng cái tờ giấy can bằng những cái chấm và thể hiện là các cái chấm trên cái tờ giấy can này, và chính các chấm này nó đã ghi lại cái quỹ đạo chuyển động của viên bi. Ở đây thì tôi đánh dấu các cái vị trí làm chính quỹ đạo chuyển động của viên bi. Với nước bắn số 1 thì viên bi nó truyền vận tốc V1 và nó đã vẽ ra quỹ đạo như trên hình ảnh trên màn hình mà các bạn đang theo dõi. Tiếp tục tôi chuyển súng bắn sang nước bắn số 2. Như vậy viên bi sẽ truyền với vận tốc V2 lớn hơn. Quan sát hình ảnh quay chậm của viên bi chuyển động ném ngang, ta có thể kết luận quỹ đạo của một vật chuyển động ném ngang có dạng là parabol. Đo tầm xa ở các độ cao khác nhau ứng với hai vận tốc ném. Phân tích kết quả thí nghiệm, ta có thể khẳng định tầm xa tỷ lệ với bình phương vận tốc. Khảo sát cái quỹ đạo chuyển động của vật chuyển ném xiên và sự phụ thuộc của độ cao cực đại của tầm xa vào góc ném và vào vận tốc ném. Ở đây ta chốt chặt để sao cho mà cái phương của súng bắn hợp với phương thẳng ngang của góc là 45 độ. Để súng bắn ra ở nước bắn số 1, đưa viên bi vào trong lòng của súng.
những nốt chấm do nó đâm thủng dạ dày, đánh dấu với các vị trí của vi trên vĩ đạo của nó. Xuống bán là 1-2. Như vậy thì vi sẽ được bán ra tổng cộng 12. Đánh dấu các vị trí của viên bi trên vĩ đạo của chúng. Nghiệm lại tính chất chuyển động ném xiên, quan sát hình ảnh quay chậm của viên bi chuyển động ném xiên. Ta cũng có thể khẳng định quỹ đạo chuyển động của một vật chuyển động ném xiên có dạng là parabol. Nghiệm lại sự phụ thuộc của độ cao cực đại và tầm xa và vận tốc ném. Ta đo tầm xa và độ cao cực đại ứng với các vận tốc ném khác nhau. Phân tích kết quả thí nghiệm cho thấy độ cao và tầm xa tỷ lệ với bình phương vận tốc. Tiếp theo ta kiểm chứng lại sự phụ thuộc của độ cao cực đại và tầm xa và góc ném. Điều chỉnh góc ném. Chuyện thứ nhất, ta chọn góc ném là góc 3 độ. Chọn súng ở nấc bắn số 1. Đánh dấu vị trí của viên bi trên vĩ đạo. Thay đổi góc bắn. Này ta chọn góc bắn là góc 60 độ. Tiếp tục chọn mức bán của vị trí xuống bán của số 1. Tiếp tục ghi vào lòng một số. Chú ý luôn phải tắt có điện ngay sau khi bắn. Sự phụ thuộc của độ cao cực đại và tầm xa vào góc ném. Ta cũng đo độ cao cực đại và tầm xa ứng với góc ném là 30 độ và 60 độ. Xử lý kết quả thí nghiệm cho thấy độ cao cực đại và tầm xa phụ thuộc vào góc ném.